Kính thưa quý vị đồng tu, để trả lời cho câu hỏi số 19, về chứng thực công nghệ nền tảng kỹ thuật số mà công nghệ mạng để áp dụng cho chùa chùa trực tuyến Đức Hợp mà ở trên Google Maps đã được ghi nhận về việc thành lập và dữ liệu tư liệu các bài giảng pháp kinh điển và các nền tảng số hóa của chùa trực tuyến thì được tất cả là mã hóa, áp dụng công nghệ thông tin 4.0 mà kỹ thuật tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay đang đang áp dụng ha. Dĩ nhiên ngoại trừ những cơ quan tổ chức bảo mật có độ bảo mật cao hơn ha. Nhưng cũng đều đang tiến hành tới việc áp dụng công nghệ chuỗi khối ha. Vì vậy mà ngôi chùa trực tuyến Đức Hợp đã cũng số hóa như vậy ha. Số hóa như vậy thì các bài giảng trên nền tảng kênh YouTube Thập Phương Thường Tụ Tam Bảo Pagoda Online thì được thành lập là từ tư liệu tổng đỡ chia sẻ tất cả các ngôi chùa trực tuyến thành viên trực thuộc là điều đó có nghĩa là chùa trực tuyến Đức Hợp trên Google Maps đã đánh dấu sản phẩm cho Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo là chính thống, là chính, để từ đó phân bổ cho các ngôi chùa online trực tuyến trên nền tảng YouTube cũng thuộc của các chi nhánh. Là như vậy là chúng ta sẽ có từ từ chùa chùa tổng ra ha. Chùa tổng ra như vậy để quý vị đồng tu ha. Cũng đừng bỡ ngỡ vì sao ha. Tại sao lại là giống giống nhau, bởi áp dụng cùng một áp dụng và cùng một 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 người thành lập ha, người chủ sở hữu là user trên 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 nền tảng công nghệ thì là user. Mà đã nói trước đó, user có tên là Nguyễn Văn Ly chấm blockchain, địa chỉ ví là từ 0x chấm 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 ít cho tới tới ba sơ lớn hay ba sơ nhỏ đều như nhau ha. Như vậy thì đây chính là địa chỉ xác thực và được neo tại tại chuỗi khối ha. Được neo tại chuỗi khối trong thời gian của khối ha. Của khối thì quý vị đã biết ha, của khối và thời gian trước đó cùng với để đóng dấu trên nền tảng công nghệ chuỗi khối Polygon Mainnet. Polygon Mainnet là nền tảng công nghệ ha, là công nghệ. Điều này có nghĩa là không phụ thuộc nền tảng công nghệ này sẽ chứng nhận cho dữ liệu, là không phụ thuộc vào cơ quan và tổ chức ha. Bất cứ và bất kỳ ai cũng có thể xác minh ha. Xác minh được là dữ liệu này được đóng dấu và thời gian nào ha, ở đâu và ai là chủ sở hữu ha. Điều đó có nghĩa là sẽ xứng thực toàn toàn cầu, là sẽ sao sẽ xác thực, dữ liệu xác thực hoàn toàn
hoàn toàn bất cỡ ai cũng có thể xác thực dù không hiểu công nghệ thông tin 4.0, chuỗi khối hoặc giỏi công nghệ thì cũng đều xác thực từ cơ sở sơ yếu cho tới cao cấp đều có thể xác thực là thập phương thường trụ tam bảo ha, là điều được hết, là có thể xác thực được hết nhờ vào TSH hay nói cách khác là transition hash ha, transition hash là mã địa chỉ hash giao dịch ha, của công nghệ 4.0 là công nghệ chuỗi khối blockchain ha. Mà trước đó ha, tôi đã nhiều năm học qua như vậy thì việc áp dụng công nghệ chuỗi khối, nền tảng công nghệ thông tin là một bước tiên tiến mới áp dụng cho ngôi chùa trực tuyến ha, chùa trực tuyến Đức Hợp, cũng là đánh dấu là sự hân hỷ vui mừng khi được xác thực chứng thực hoặc giữ dữ liệu cho toàn cầu, bất cỡ bất kỳ ai ở đâu, ở nơi đâu, không gian nào, thời gian nào cũng có thể, chỉ cần có kết nối với mạng internet thì có thể kiểm tra dữ liệu của thông tin dữ liệu của chùa ha, đều được hết ha. Không, đây là hoạt động trên công khai, minh bạch ha, rõ ràng và tính chính xác cao. Ngoài ra thì khi quý vị thấy bất cỡ một ngôi chùa trực tuyến nào trên mạng mà giống như ngôi chùa tôi đã nói trên mà không có đúng địa chỉ Nguyễn Nhân Ly ha, giờ của chủ sở hữu và địa chỉ hát, hoặc bất cỡ là hình thức nào thì đó là sự mạo nhận và mạo danh, chưa tính xác thực ha. Không biết là vì lý do gì nhưng mà tôi xin nói rõ cho quý vị đồng tu được biết là chúng ta không kêu gọi quyên góp hay bất cỡ bằng hình thức nào, bằng tiền hay bằng hiện vật hay cỡ, là chúng ta hoạt động chùa online là không phụ thuộc vào địa chính, thì chúng ta không phụ thuộc vào địa lý, thì chúng ta sẽ không có tổ chức các hình thức trên ha. Chúng ta chỉ là cơ sở dữ liệu tư liệu đã tu tập được tốt hơn thôi, đó là nguồn tham khảo dữ liệu, không phải là nơi để kêu gọi và tổ chức quyên góp gì cả ha. Và hoàn toàn là miễn phí ha. Chúng ta không phải tốn phí ha. Dữ liệu đã có sẵn, quý vị có thể xem và có thể vì là ngôi chùa trực tuyến, quý vị có thể vào kênh YouTube Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Pagoda Online, quý vị có thể xem rồi vào ra ha. Là một vị Phật tử chân chính thoải mái ha, có thể sang sẻ các bài pháp là điều kiện bình thường, không có gì mà trở ngại đối với quý vị ha, đối với sở thích của quý vị đồng tu. Chính vì vậy chúng ta sẽ không có sự quyên góp hay kêu gọi ha. Tôi không kêu gọi bất cỡ dù là đại diện ngôi chùa nào ha, cũng không là đại diện bất cỡ chùa online trực tuyến nào kêu gọi quyên góp bất cứ hình thức nào, đó là hình thức giả mạo ha. Và quý vị khi làm điều gì, bất cứ điều gì, thì quý vị nên gửi về email trực tiếp để xác nhận thông tin cho chúng tôi ha. Khi chúng tôi phản hồi là đúng thì là được, còn nếu không là đó là sự giả mạo ha. Nên quý vị đề cao cảnh giác. Hiện nay thì
công nghệ mạng thành trên nền tảng công nghệ thì rất là nhiều nhiều giả danh, giả mạo để trục lợi và vân vân. Cái hình thức đó thì tôi sẽ có những điều chúng ta công bố như thế. Nên quý vị đồng tu còn nên cẩn trọng và đề cao cảnh giác về việc sự lợi dụng chùa với danh nghĩa để chống phá nhà nước ha. Một lần nữa tôi khẳng định ha, là chúng tôi là những người yêu nước ha. Nên vì vậy bất cứ ai, bất cứ tổ chức nào, bất cứ cá nhân nào trên danh nghĩa lợi dụng vào tôn giáo để chia rẽ hoặc chống phá là hoàn toàn là hành vi trái pháp luật ha. Chúng tôi không làm điều đó ha. Bất cứ cá nhân nào ha, bình luận thảo luận mà hành vi trái pháp luật là sẽ bị chúng tôi thu thập và chuyển giao các chức năng xử lý. Đó là những điều tôi cần thông báo cho quý vị đồng tu và các vị đồng đạo, các vị Phật tử chân chính, các vị chuyên không chuyên đều có thể hiểu và tâm ý của người Phật tử chân chính để cầu đạo Bồ Đề. Cuối cùng tôi xin chúc quý vị hiểu rõ, hiểu kỹ và hiểu sâu để cùng hướng tới cầu đạo Bồ Đề được kết quả trong đời này và đời vị lai tiếp theo. Tôi xin chân thành cảm ơn. Và kính chúc quý vị đồng tu được nhiều sức khỏe và đắc đạo nhất. Xin cảm ơn.